Uyên xin chào các bạn. Hôm nay là Uyên quay cái video này là không có chia sẻ hay là khoe cái gì của mình hết nha. Các bạn hiểu giùm Uyên điều đó là quan trọng nhất. Uyên quay cái video này á, lý do là Uyên muốn cái video mình nó âm thanh nó được rõ ràng hơn, cái chất lượng nó đẹp hơn. Thì mình có nhờ ông xã mình nó đặt cho mình cái mic với nó kèm theo cái bộ cái lọc này để lọc cái tiếng gió bên ngoài đó. Mình nghe ông xã nói vậy thôi chứ chưa sử dụng, mới gửi mới có lấy nhận hàng về sáng nay nè. Ông xã mình không có ở nhà nên mình nôn nóng lắm, nên mình nghĩ là thôi để các bạn của mình giúp mình, để mình các bạn nói tiếng Việt á mình hiểu rõ hơn, mình sẽ hiểu cái cụ thể nó như thế nào hơn. Thì mình có cái mic này nha các bạn. Và nó kèm theo là cái đèn led này nè. Thì về cái cơ bản mình hiểu cái đèn led này giúp cho hình ảnh nó đẹp hơn, nhưng mà mình muốn cụ thể là khi nào sử dụng nó cái hiệu quả nhất, các bạn giúp giùm mình điều này nha. Cái điều mà quan trọng nhất của video này á là Uyên muốn hỏi là hiện giờ là Uyên có cái điện thoại nè, có đèn led nè, có cái này với cái micro thôi. Mình hiện giờ mới có bao nhiêu thôi, thì các bạn góp ý giùm mình là mình cần cái thêm cái gì nữa để cho cái chất lượng video này, nó video của Uyên làm nó sẽ tốt nhất có thể nha. Uyên rất là chân thành cảm ơn các bạn xem cái video này của mình. Có thể là nhiều bạn sẽ không thích video này hoặc là suy nghĩ là Uyên ngớ ngẩn, thì các bạn cũng thông cảm đi. Uyên cũng có nghiên cứu chứ không phải là không chịu khó nghiên cứu, nhưng mà mình vẫn là mơ hồ, tại vì mình thấy người ta làm chuyên nghiệp lắm, người ta có nhiều món cần thiết lắm, mà Uyên thì mục đích của Uyên là làm những cái gì yêu thích nó dễ thương. Do đó các bạn thông cảm nếu các bạn không có vừa lòng video này. Còn các bạn nào mà có thể giúp Quyên thì các bạn nhắn tin giùm Quyên nha. Quyên mong đợi các tin nhắn của các bạn nhiều lắm. Rất là chân thành cảm ơn. Quyên chào tạm biệt nha.